Xin chào các bạn, sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách nhập cái chứng từ là phiếu nhập kho nhập khẩu. Thì để nhập phiếu nhập kho nhập khẩu thì các bạn cũng vào màn hình nhập phát sinh. Chúng ta chọn là phiếu nhập kho nhập khẩu. Các bạn lưu ý là nhập bất kỳ một cái chứng từ nào chúng ta cũng đều là enter từ trên xuống dưới, chứ thỉnh thoảng chúng ta mới nên dùng chuột, còn chúng ta sẽ dùng phím sẽ nhanh hơn. Thì phiếu nhập kho nhập khẩu như các bạn biết là được nhập từ cái tờ khai hải quan, vì vậy tại cái ô là series hóa đơn này để sau này dễ lọc nhanh thì các bạn chỉ việc là nhập tờ khai hải quan đây. Thì sau này nếu mà chúng ta muốn lọc nhanh thì chúng ta chỉ việc vào sổ chứng từ gốc, chúng ta lọc cái chữ là tờ khai hải quan thì chúng ta sẽ lọc tất cả ra những cái dòng nào là tờ khai hải quan ra, để đỡ phải mất công tìm xem là cái nào là hóa đơn mua vào và cái nào là tờ khai hải quan. Tiếp theo là số hóa đơn, các bạn nhập vào ngày hóa đơn chính là ngày tờ khai, mã khách hàng. Thì tại mã khách hàng này, nếu mà mã khách hàng có sẵn rồi thì các bạn nhấn F4, các bạn chọn mã khách hàng. Còn nếu trong trường hợp các bạn không có nhớ mã khách hàng thì các bạn có thể nhấn F1 để các bạn tìm theo tên. Ví dụ F1 có chữ Nguyễn Kim. Các bạn enter thì Smart sẽ tự động gán vào. Trong tất cả các màn hình trong tất cả các màn hình nhập thì các bạn đều sử dụng chức năng là F1 để tìm theo tên. Nếu các bạn muốn thêm một mã khách hàng mới thì các bạn cũng thể nhập vào mã khách hàng. Ví dụ khi các bạn nhập mã khách hàng mới thì lưu ý là các bạn nhập chữ Hoa, không dấu tiếng Việt. Các bạn enter. Nếu như các bạn enter thì Smart sẽ kiểm tra trong danh mục đối tượng pháp nhân. Nếu cái mã khách hàng này chưa có thì Smart sẽ hỏi bạn có muốn thêm cái mã đối tượng pháp nhân này vào danh mục đối tượng pháp nhân không. Nếu có, các bạn chọn có thì Smart sẽ tự động hiện lên. Các bạn chỉ việc nhập đầy đủ thông tin vào và các bạn bấm nút thêm là xong. Quá đơn giản. Tiếp theo tôi sẽ chọn lại một cái mã khách hàng có sẵn. Tại ô gán vào mã đối tượng pháp nhân, các bạn chọn có, tức là sẽ lấy cái mã khách hàng này gán vào mã đối tượng pháp nhân có để theo dõi công nợ. Còn trên cái màn hình này thì để khai báo thuế thôi. Và các bạn enter xuống hết. Thì phiếu nhập kho nhập khẩu có hai trường hợp, một là hạch toán thuế giá trị gia tăng, hai là hạch toán thuế giá trị tăng sau này đi nộp tiền. Có hai trường hợp. Tôi nhắc lại là để nhập phiếu nhập kho nhập khẩu có hai cách. Cách đơn giản là các bạn không nhập thuế giá trị gia tăng, và khi chúng ta đi nộp tiền thì chúng ta mới nhập thuế giá trị gia tăng. Còn nếu mà đơn vị các bạn muốn xem thuế giá trị gia tăng luôn thì các bạn cũng có thể hạch toán thuế giá trị gia tăng luôn ở trên cái phiếu nhập kho nhập khẩu này. Nếu như mà các bạn không có nhập thuế giá trị gia tăng thì các bạn chọn X ở ô HDVT, nhập kho nhập khẩu. Các bạn gõ theo tùy 1561. Mã đối tượng pháp nhân nợ chính là cái mã kho. Các bạn nếu mà theo dõi theo nhiều kho thì các bạn nhập mã kho. Còn trong trường hợp mà các bạn không có theo dõi theo kho thì các bạn bỏ đi để trống. Mã và tường hóa, các bạn F4 lên. Các bạn lưu ý tại ô mã và tường hóa, nếu các bạn không nhớ tên, không nhớ mã, các bạn cũng thể F1 để tìm theo tên. F1 enter có 331 số lượng đơn giá. Các bạn lưu ý tại những ô như là số lượng đơn giá thành tiền, các bạn có thể nhấn F1 để thực hiện phép cộng trừ nhân chia bình thường. Và các bạn lưu ý là tại ô đơn giá cổ phiếu nhập kho nhập khẩu là đơn giá tiền đô, tỷ giá 21.000 nhé. Thuế xuất nhập khẩu, thuế xuất nhập khẩu các bạn nhập vào. Trong trường hợp thứ nhất là tôi không có nhập trong trường hợp thứ nhất là tôi không có nhập thuế giá trị gia tăng, cho nên là ô thuế xuất này tôi sẽ bỏ trống.
Như vậy là chúng ta vừa nhập xong một mặt hàng. Tiếp theo mặt hàng thứ hai các bạn cũng lại nhập tiếp cho đến khi nào xong thì thôi. Tiếp theo các bạn nhập tiếp mặt hàng thứ ba cũng vậy. Cũng nhập. Khi nào xong hết thôi. Sau khi nhập xong hết thì trong trường hợp các bạn nhập sai thì các bạn có thể bấm vào đây để sửa trực tiếp luôn. Cứ các bạn bấm vào đây và bấm nhập luôn. Ví dụ số lượng là 10 nhưng mà các bạn nhập là 12 chẳng hạn thì tự động là Smart sẽ tự động nhân lại. Rất là đơn giản. Các bạn cứ bấm vào sửa bình thường thôi. Sau đó các bạn nhấn F12 và lưu lại. Như vậy là chúng ta vừa nhập xong phiếu nhập kho nhập khẩu. Giả sử các bạn nhập kho phiếu nhập kho nhập khẩu xong, các bạn đem tiền đi nộp cho cơ quan thuế thì các bạn làm phiếu chi. Nếu mà chúng ta nào nộp bằng tiền mặt, còn nếu mà chúng ta trả qua ngân hàng thì chúng ta có thể nhập vào chứng từ là chứng từ ngân hàng hoặc là chứng từ là ủy nhiệm chi. Cũng cách nhập tương tự như vậy, cũng rất đơn giản. Thì khi chúng ta làm phiếu chi thì các bạn nhập phiếu chi bình thường thôi. Tại ô mã khách hàng này các bạn có thể nhập cái mã cơ quan thuế vào đây. Ví dụ như là quận thuế quận 1 chẳng hạn. Số chứng từ ngày chứng từ các bạn nhập vào là số phiếu chi. Ví dụ như là chi tiền nộp thuế, giá trị gia tăng nhập khẩu, tờ khai 123 gì đó ha. Các bạn lợ 333 12 có 11 ví dụ 10 triệu chẳng hạn. Ví dụ tiền thuế giá trị gia tăng các bạn, ví dụ tiền thuế giá trị gia tăng các bạn phải nộp là 10 triệu chẳng hạn thì các bạn chi tiền là 10 triệu. Các bạn lưu ý là phiếu chi này chúng ta không hạch toán thuế cho nên các bạn để chữ HDVT là X. Tại vì cái này là phiếu chi tiền bình thường thôi. Tiếp theo, phiếu chi xong thì các bạn đồng thời cũng phải hạch toán là VAT. Tại cái chứng từ là VAT này, các bạn biết là khi mà chúng ta đem nộp tiền thì cơ quan thuế sẽ cấp cho ta cái hóa đơn. Cho nên là chúng ta cũng nhập vào bình thường thôi. Số hóa đơn, các bạn nhập cái số hóa đơn cơ quan thuế cấp cho. Thì tại ô là HDVT này, do là chúng ta khi mà chúng ta nhập kho phiếu nhập kho nhập khẩu chúng ta không có khai thuế, cho nên tại cái ô này chúng ta phải khai thuế. Vì vậy ở đây chúng ta có thể làm là nhập khẩu, hạch toán khấu trừ thuế giá trị gia tăng, ví dụ tờ khai bao nhiêu đó, 1 2 3 4 5 6 gì đó, nợ 33, nợ 133 có 33312 ví dụ vậy, và số tiền các bạn nhập vào. Các bạn lưu ý chúng ta trong trường hợp mà chúng ta theo dõi nhiều cái tờ khai thì các bạn có thể đặt cái tài khoản 33312 này theo cái số tờ khai để chúng ta dễ theo dõi. Tức là chúng ta coi tài khoản 33312 như là một tài khoản công nợ. Thì khi đó chúng ta khai trong cái cả đống số xong ấy, thì chúng ta sẽ nhập cái tờ khai ở đây. Ví dụ tờ khai 123456 chẳng hạn. Đó. Thì khi mà chúng ta nhập cái mã tờ khai vào cái số mã là đối tượng công nhân có này á, thì khi mà chúng ta in cái sổ công nợ của tài khoản 3312 thì cái tài khoản nào còn số dư là chứng tỏ cái tài khoản đó chúng ta chưa có nộp tiền. Chúng ta biết là những cái tờ khai nào chúng ta đã nộp tiền và tờ khai nào chúng ta chưa nộp tiền. Thì nếu mà vậy thì chúng ta phải khai báo tài khoản 33312 trong cài đặt thông số.
Tiếp theo, ví dụ thuế xuất giá trị gia tăng 10%, chúng ta chỉ cần nhập như vậy thôi. Và chúng ta nhấn F12. Như vậy chúng ta vừa nhập xong một cái phiếu nhập kho nhập khẩu. Và bây giờ chúng ta mở lại sổ chứng từ gốc ra chúng ta coi. Thì cũng như chúng ta biết là lúc đầu chúng ta làm phiếu nhập kho nhập khẩu thì chỉ có hạch toán là tiền hàng và thuế nhập khẩu, tiền hàng thuế nhập khẩu. Và tiếp theo chúng ta đem tiền đi, chúng ta nộp tiền thuế giá trị gia tăng nhập hàng nhập khẩu thì chúng ta hạch toán là 33312 có 1111. Và đồng thời chúng ta cũng hạch toán là ngược lại nợ 1331 có 33312. Như vậy là hai cái bút toán này chúng ta phải toán đồng thời. Các bạn thấy không? Còn trong trường hợp chúng ta hạch toán luôn thuế giá trị gia tăng ở trên cái phiếu nhập kho này á, thì chúng ta không có nhập cái chứng từ là VAT nữa. Và khi chúng ta nhập phiếu nhập kho nhập khẩu thì tại cái ô là HDVT chúng ta chỉ chỉnh lại ở cái ô HDVT là nhập khẩu là xong thôi. Ví dụ trong trường hợp mà các bạn muốn hạch toán thuế giá trị gia tăng nhập khẩu luôn thì các bạn cũng nhập bình thường thôi. Số tờ khai, ngày tờ khai, mã khách hàng, nhập khẩu thì các bạn muốn hạch toán thuế thì các bạn nhập khẩu luôn tại đây, nhập kho, nhập khẩu, các bạn diễn giải nhập thuế nợ 1561, các bạn nhập luôn mã hàng vào, các bạn nhập vào. Tại đây các bạn có thuế luôn, thuế giá trị gia tăng vào đây luôn. Thì Smart sẽ tự động hạch toán thuế giá trị gia tăng và F12 lưu lại. Bây giờ các bạn đóng lại, các bạn mở lại sổ chứng từ gốc ra, các bạn sẽ thấy là chúng ta vừa thấy là Smart sẽ tự động hạch toán thuế giá trị gia tăng nhập khẩu luôn. Và khi mà chúng ta nhập hạch toán như thế này thì chúng ta không hạch toán cái chứng từ này nữa. Vậy thôi. Như vậy có hai cách làm như vậy. Trong trường hợp mà một là không hạch toán thuế giá trị gia tăng thì sau khi chúng ta nộp tiền chúng ta phải hạch toán thuế giá trị gia tăng. Còn nếu mà chúng ta hạch toán thuế giá trị tăng luôn thì cũng được, tùy theo cái khách hàng các bạn, đơn vị các bạn muốn quản lý như thế nào thì các bạn vận hành như vậy. Như vậy tôi vừa hướng dẫn xong các bạn cách nhập cái phiếu nhập kho nhập khẩu. Xin chào các bạn.